anh em xem thử chiếc xe này đang bị hư cái gì nha. Đây thì không nổ máy, khói thì quá đen. Xe mới chạy được có 165.000 cây số, đang báo lỗi động cơ. Và các bạn thấy là xe đang báo 3 cái lỗi: áp suất nhiên liệu thấp, áp suất nhiên liệu cao và delay ECM có vấn đề. Và đây là kết quả sau khi kiểm tra. Và đây các bạn xem màn hình kiểm tra kim phun, toàn bộ đều một màu đỏ.